Nhưng mà hàng thì rất là chuẩn và thậm chí còn chuẩn hơn ngày xưa các bạn ạ. Cầu lấy bên mình đặt sản xuất luôn đấy. Tăng bua cực kỳ dày luôn. Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện Motor Điện. Xin giới thiệu với các bạn đây là một cái bộ chế xe 4 bánh cầu các đăng số phụ 5 tiến 1 lùi số bay các bạn nhé. Hàng đã dọn sẵn, nhíp 5 ná dài 70, đẹp, cực đẹp luôn. Cầu trước thẳng, 4 bánh 400-12 loại gai sần. Đấy, có cả gai mịn các bạn thích đặt loại nào cũng được. Vô lăng thì đường kính vẫn là 37. Hàng siêu dày. Đấy, hệ thống lái đầy đủ các bạn nhé. Bộ này thì vừa tiện thể đóng cho khách hàng cũng là vừa quay cho các bạn theo dõi. Cho nên là nó cũng bày ra nó cũng không được đẹp lắm. Cái này thì đợt này cầu thì đặt rất là chuẩn, tăng bua là đường kính 180 luôn này các bạn này. Đấy, rất là dày. Hàng này là hàng đặt, bên mình đặt luôn các bạn nhé. Đấy, đây mặt Big First này rất là đẹp. Đây ốc thông dầu này, ốc thông dầu thì bỏ riêng ở ngoài. Cái này thì nó có các cỡ để các bạn tùy chọn. Đấy, các cỡ luôn từ 70 cho đến 1m25. Các bạn cứ tính đơn giản như này, mỗi một cái cầu 1m thì khi các bạn lắp bánh lên thì rẽ ra phủ bì là 1m1. Đấy, như thế đặt hàng cho nó dễ. Thì lốp thì 8 bố. Tải trọng một bánh nó là 315 55 kg. Đây. Mắc loát 355 kg trên một bánh. Cầu trước thì sức tải khoảng 2 tấn thì vô tư, không vấn đề gì. Các đăng khớp lối. Phụ kiện nhíp. Đường kính bánh là 50, bản rộng là 10. Nhíp 5 ná rất là chuẩn và đẹp. Đấy, cao su. Vô lăng rất là lặng luôn. Đây là số 5 tiến 1 lùi này. Hệ thống lái này đầy đủ. Cái bộ này thì còn cái ốp nhựa vô lăng này mình đang hết hàng cho nên là khi các bạn mua thì vẫn cứ đầy đủ nhé. Cột lái trên, cột lái dưới này. Cách lắp đặt thì mình xin hướng dẫn ở một những cái video lẻ thôi. Thì các bạn mua hàng thì mình sẽ gửi từng cái video đấy cho các bạn xem, ví dụ như lắp số phụ như nào này, lắp phụ kiện phanh như nào này, lắp hệ thống lái như nào, thì bên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn từng mục một riêng, mỗi bộ một video riêng. Bộ này do đợt này giá hàng nó lên rất là cao cho nên là hiện tại mình đang bán cái bộ này với cái giá là 11 triệu 800 các bạn nhé. Đợt trước thì chỉ có hơn 10 triệu tí thôi. Nhưng đợt này giá nó đội lên rất là nhiều. Nhưng mà hàng thì rất là chuẩn và thậm chí còn chuẩn hơn ngày xưa các bạn ạ. Cầu lấy bên mình đặt sản xuất luôn đấy. Tăng bua cực kỳ dày luôn. Chuẩn nét. Trước lái đánh 2,5 vòng. Hệ thống công tắc. Cần số phe cài đầy đủ. Giá thì có thể thay đổi theo từng thời điểm cho nên là các bạn trước khi đặt hàng thì nên hỏi giá tại thời điểm đặt hàng nhé. Giá mình chỉ báo giá của ngày hôm nay thôi. Các bạn thấy hay thì đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và nhớ bật cái chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.